mời bạn nữ. Rồi, mời em ngồi. Rồi, mình giới thiệu về mình đi em trai. Em tên là Hồ Văn Long ạ. Em đến từ Đồng Nai, Biên Hòa, Đồng Nai. Em quê ở Nghệ An ạ. Em năm nay 26 tuổi. Em làm nghề gì Long? Dạ, em đang làm công nhân sản xuất hóa chất của nhà máy hóa chất Biên Hòa. À. Rồi, mời bạn nữ giới thiệu. Dạ, em chào chị Cát Tường và anh Quyền Linh. Chào tất cả các khán giả đang xem chương trình. Em tên là Đào Thị Kim Liên, năm nay em 25 tuổi. Dạ, quê em ở Quảng Ngãi và em đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Ủa, em ở Biên Hòa là khúc nào vậy em? Tại đang ở phường An Bình ạ. Vậy là mình lên thành phố Hồ Chí Minh tầm khoảng 45 phút ha? Dạ. Vậy cũng gần, được. Nhưng mà em gái quận mấy? Dạ, em ở quận 12. Ồ. 12, dạ, hơi xa. Quận 12 thì đi không? Quận 12 đi gần ạ. Đi gần hơn. Gần hơn hả? Ừ, ờ, vậy hả? Gần lắm. Rồi. Em hãy nói cho mọi người biết điểm mạnh và điểm yếu của em. Dạ, điểm mạnh của em là đam mê thể thao ạ. Chơi thể thao môn gì em? Dạ, em mạnh về bóng đá, bơi lội, biết làm tất cả các công việc trong nhà. Vậy còn điểm yếu? Đó là chất chồng em nói là hơi khó nghe. Ừ. Nên là những lần đi xin việc với ấy là hơi bị khó mất, mất điểm ở ngôn ngữ. À. Không, bây giờ không quan trọng đâu, ta nghe được hết á. Quan trọng là năng lực của mình thôi, mình chứng minh được thôi. Còn bạn gái, điểm mạnh yếu thế nào? Dạ, điểm mạnh của em là em rất là nhiệt tình, hay giúp đỡ mọi người. Ừ. Dạ, yêu thương, chăm sóc con nít. Em thích chơi thể thao. Thể thao môn gì? Dạ, đá bóng. Vậy, trời đất ơi, đá bóng luôn hả? Đá vị trí nào em? Vị trí nào em đá không được chị? Ghê vậy? Dạ. Ô, hai bạn trao đổi với nhau chút xíu về đá bóng coi mình có am hiểu không? Em đá ở vị trí nào ạ? Dạ, hồi lúc trước thì em làm thủ môn. Dạ, sau đó thì em lên em đá ở tiền vệ luôn anh. À, em thì chỉ anh đá về tân đào á. Dạ. Bạn trai nói em nghe rõ không? Dạ, cũng được. Cũng được ha, đâu có gì đâu, bình thường. Em ở quận Ngài là ở huyện nào vậy ạ? Dạ, em ở Bình Sơn anh. Bình Sơn là gần quận Nam. Dạ, đúng rồi. Gần dạ. Sân bay Chu Lai đúng không? Dạ, đúng rồi. Hồi em học ở Quy Nhơn thì có quen nhiều bạn ở quận Ngài lắm. Đừng có nói bằng được. Không. Vậy là gần rành Bình Sơn rồi đó. Dạ, cũng có quen bạn ở Bình Sơn. À, điểm yếu của bạn gái là gì? Em nấu ăn không được ngon vậy. Không phải là không được ngon mà em nấu ăn, em ăn thấy ngon mà mọi người không ai khen. Cuối cùng em ăn mình. Dễ thương không? Ok, mốt nấu có bạn trai ăn phụ ha. Dạ. Rồi tình trường thì sao em? Dạ em chưa trải qua quá trình. Vậy là chưa có trải dạ. nghiệm gì dạ, hết, nụ hôn rồi chưa dạ. có luôn. Dạ. Trời ơi sao uổng vậy em? Bữa nay tranh thủ nha. Dạ. Bữa nay hôn nha. Cố gắng bữa nay hôn nha. Em trai bên đây nghe nói thèn thùng rồi nè. Có hôn chưa? Hả? Có chưa? À, có rồi. Mấy mối tình rồi em? Dạ, em có một mối tình thời sinh viên ạ. À, thôi mối tình sinh viên là những mối tình đầu nó tràn đầy những ký ức ha. Dạ. Mình bỏ qua đi. Rồi, bây giờ không? Muốn đưa ra cái mẫu người lý tưởng mình tìm kiếm là như thế nào? Cao khoảng 1m65 vậy. Có dư không? Luôn, dư luôn. Dư, rồi tiếp. Dạ nhìn bình thường thôi, đừng có đẹp trai quá. Sao vậy? Dạ đẹp trai để nhìn thôi. Còn yêu là yêu người bình thường thôi. Mũi miệng có tiêu chí gì không? Dạ không, cứ nhìn bình thường đầy đủ là được rồi. À, có điều gì em không thích ở người bạn trai không? Xăm hình, nói dối. Hỏi các bạn nó có xăm không? Dạ, bạn có xăm không bạn? Dạ dạ luôn hả? Mình không xăm hình ạ. Kêu bằng anh đi. Anh với mình gì, ừ. Tự tin lên. Anh luôn. Anh có hay nói dối? Dạ, bây giờ thì không ạ. Dạ, anh có hút thuốc không anh? Thuốc thì em biết hút, nhưng mà em không có hút. Em cái gì? Người ta đang hỏi anh mà anh em cái gì? Thuốc không hút ạ. Anh không có hút thuốc em ơi. Nói lại coi. Anh không có hút thuốc. Rồi, bạn trai, mình tìm mẫu người bạn gái như thế nào? Về ngoại hình thì bình thường, không cần xinh quá. Hình dáng thì cao khoảng 1m53 trở lên là được rồi. Thân hình thì không mập không ốm. Tóc thì thế nào cũng được nhưng mà đừng tomboy. Tức là cắt ngắn quá đúng không? Dạ. Rồi đến qua có tomboy không nha. Em không thích gì ở người con gái nhất? Anh chơi lêu lỏng. Anh chơi lêu lỏng. Để anh hỏi cô gái đó làm sao. Ồ dạ, chào dạ. Gái dễ thương quá. Em có ăn chơi lêu lỏng không? Dạ có ăn, có đi chơi nhưng không có lêu lỏng. Không có lêu lỏng không? Dạ. Có hút thuốc uống rượu không? Dạ không. À, tại vì trai này hỏi kỹ lắm. Nhưng anh kia anh cũng dễ thương, anh hiền lắm. Ha, em bên đây cũng xinh. Nãy giờ em cảm giác hình dung ảnh là người thế nào? Hiền lành. Nhút nhát nữa. Thậm chí người rất mạnh mẽ nhưng mà hình như tính hơi nhút nhát chút xíu. Dạ. Rồi. Hẹn hò hai người chiều chiều rủ nhau đi đá banh là lắm. Vui rồi.
Em cũng dễ tính. À, nếu được thì bao giờ mình tiến tới hôn nhân được? Tìm hiểu kỹ khoảng 1 năm. Một năm. Mình có yêu cầu gì phía nhà trai nữa không? Dạ thôi được rồi. Làm dâu được không? Dạ được. Được ha. Anh đi đâu là em theo đó đúng không? Dạ. Rồi được. Cô này rất dễ tính. Chào chị. Rồi chào em. Đẹp trai cũng được. À. Thể thao. Hiền lành chắc nữa. Ha. Hiền lành. Mà sao tình trường còn yếu quá ta? Dạ em hiểu tại sao luôn á. Chắc là em hơi nhát. Rồi ai đăng ký cho em đến chương trình này? Dạ đăng ký đây là em tự đăng ký. Mọi thứ sẵn sàng chưa? Công việc ổn định chưa? Công việc em thì ổn định rồi. Vấn đề kinh tế thì nhà em có nuôi bò với hai lần thôi. Nuôi ở đâu? Nuôi ở quê. Rồi đám, sao rồi đám cưới là tính là quỷ diệt ba con đó đó hả? Làm hết luôn hả? Dạ làm hết. Thiếu thì mua thêm. Đó là còn mua thêm. Coi như là đãi đám cưới đó. Con bò hai heo là chuẩn bị để đãi đám cưới đó. Bây giờ mình lập nghiệp trong này luôn đúng không? Dạ em nói chung là tương lai em lập nghiệp trong này. Rồi bây giờ nè, cơ hội ngày hôm nay. Tự tin, bản lĩnh, thuyết phục được bạn gái. Lát ráng có cái nụ hôn chứ cô này chưa hôn luôn á. Em đi với ai em trai? Dạ hôm nay em đi với anh họ của em. Vì là các bạn làm cùng công ty. À. Nói chung là nhìn bạn gái bên này thì cũng dễ thương. Anh nói cũng dễ nghe đấy. Trời, anh cũng mắc cỡ nữa hả? Theo anh có bấm nút không? Cũng bấm được, không sao. Ủa anh có vợ chưa anh? Có rồi. Mà sao anh rụt rè dữ vậy? Còn người bạn nào nữa không? Có. Dạ em thấy bạn gái này dễ thương. Cũng hợp với bạn Long. Dạ. Bạn này có nhiều người để ý không? Dạ không, bạn Long ít người lắm. Ít tại đi làm về thì cũng đi chơi với tụi em là chủ yếu thôi. Chơi với anh trai nhiều lắm hả? Dạ đúng rồi. Có quen anh trai nào không? Dạ không. Được rồi, cảm ơn em, vậy yên tâm rồi ha. Rồi hôm nay em đi với ai? Dì em đi với dì, em họ với lại bạn thân của em. Dì thấy em trai này được không? Dạ được. Dạ chào chào dì. Dạ. Dạ nếu mà đồng ý bấm nút thì nói giống là qua thời gian hẹn hò, nếu được thì chúng cháu tiến tới hôn nhân. Thì trong hôn nhân thì cháu cố gắng chăm lo cho em. Dạ là cũng được. Dì có hay coi chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò không? Dạ có nhưng mà nó run quá. Rồi cảm ơn dì. Đại diện hai gia đình thì cũng ủng hộ rồi. Quan trọng là do các bạn thôi. Bây giờ mình kéo màn lên đi. Đó, mời em. Mình có món quà tặng bạn. Đứng lên chào xong rồi quên. Bạn ở Bình Sơn ở xa nào? Ở bên Mỹ. Tự tin lên rồi nói chị nói anh rồi. Có hay về quê không anh? À, về quê thì một năm anh về một lần. Đi qua quận Ngài nhiều. Em làm ở quận 12 luôn à? Ở phường nào? Phường Thế An anh. Ngay chỗ ngã tư ga. À, ngã tư ga anh biết. Dạ. Anh hồi cùng làm với Bình Tân hay đi qua quận 12 nhiều. Sao nơi nào cũng đi qua cho người ta. Nơi nào có cô ấy là có anh ấy. Rồi em cảm nhận cô gái trước mặt như thế nào hả em? Dạ, bạn gái rất xinh gái. Bạn gái cùng hiền. Thích chưa? Dạ thích. Hồi bạn học ở đâu ạ? Anh em hỏi lại. Hồi em học ở đâu? Dạ em học ở trong này luôn. Trong này luôn á. Em biết Nghệ An không? Dạ. Em có muốn về Nghệ An? Anh dẫn em về thôi. À, nếu anh về dần về thì được á. Dạ. Cảm nhận về anh sao? Hỏi đi, trời ơi mạnh mẽ lên. Sao nhìn nhau im re vậy? Hai người này yêu nhau chắc nhà nhìn nhau cười suốt luôn á. Muốn hôn không? Chủ động đi, hẹn hò sao? Đi làm xong về thì em thường làm gì? Em về nhà, em ở nhà và... Em ở đó, em ở trọ hay là ở... Dạ em ở với dì luôn. Ở với dì? Dạ. Nếu làm đó thì bị tối là em rành hết trốn? Dạ, tối em đâu có làm đó. Tối nào anh rành hết á. Nếu em rành thì anh lên này chờ đi uống nước, cà phê gì đó. Dạ. Hoặc đi xem phim. Anh thấy ở quận Ngài có mịch nha vì là có cụm quận Ngài á. Em về quê hay đưa đó vào trong này cho bạn bè hoặc là em? Dạ có anh. Khi nào em về quê đưa vào cho anh với? Dạ rồi. Trời ơi, gì xin ăn đây nữa. Nếu mà mình tiện tới thì em nghĩ là khi nào là mình có gia đình? Dạ khi nào đủ hiểu thì sẽ tới. Nếu có gia đình em muốn có mấy đứa con? Đông vui. À, nếu đông vui hợp với anh. Em thấy chàng trai trước mặt như thế nào? Đúng ý em không? Dạ hơn. Hơn luôn. Hơn hả? Giờ có bài hát nào tặng hát nhau cho đỡ run hồi hộp chút xíu đi. Em có anh đoạn hạ tay
trong bài Vì Chính Em thôi. Em xin trình bày. Rồi. Đứng gần bạn gái nhìn bạn gái hát em. Ngọn nến lung linh thắp sáng lên một ân tình, làm anh thổn thức vì đôi mắt ấy dịu dàng. Anh sẽ vô tư chờ đợi bên người con gái trong mộng của anh là em. Tình ta sẽ bình yên. Nghe được không? Dạ được. Nghe thấy nhắm mắt không vậy? Thích không? Dạ thích. Rồi, chúng ta bắt đầu làm nhiệm vụ của mỗi người. Suy nghĩ thật kỹ. Đặt tay vào nút bấm. Đưa ra quyết định. Sau 3 tiếng đếm các bạn phải tiến hành bấm nút hay là không bấm nút, tùy các bạn nha. Chuẩn bị. 1 2 3 Hết thời gian. Đỏ rồi. Vui quá. Nhìn thấy hả? Vui quá. Nắm tay nhau nào. Đó là sự thật rồi đó. Hung đi nào. Nụ hôn đầu tiên đó. Con xin phép gì cho con hôn bạn. Từ từ đấy, người ta chuẩn bị tâm lý chứ. Nụ hôn đầu tiên mà. Nào chuẩn bị. Bắt đầu đi em. Từ từ để đi, để nguyên, để nguyên. Để nguyên. Cảm nhận nụ hôn đầu tiên như thế nào em? Em run. Sao rồi em sao mặt tái me tái mét vậy cưng? Thích không? Vậy là hai con heo với con bò mệt rồi. Dạ chào cô nhá. Cô vâng. Cô giới thiệu một số những cái thông tin về bản thân mình đi. Cô tên là gì, đang làm gì và sinh sống ở đâu ạ? Dạ, tên là Bùi Nguyễn Thúy Vân. Hiện tại giờ đang sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, cô sinh năm bao nhiêu ạ? Dạ, 1957. 1957, thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Hiện tại cô đang làm công việc gì ạ? Dạ, ngày xưa thì làm bên cảng Sài Gòn, bên giao nhận kho hàng cảng Sài Gòn. Rồi sau này thì đã về hưu, đang ở với vợ chồng con gái. Là vâng. Còn bản thân cô tự nhận xét là mình có điểm mạnh, điểm yếu gì ạ? À? Dạ, điểm mạnh là bất cứ cái chuyện gì mình cũng có thể bỏ qua được. Và chia sẻ, mình luôn sống thoáng, vô tư. Còn cái khuyết điểm là nhiều khi những cái gì mà mình tức giận nhưng mình không giận được. Đôi khi đối diện thì cái khuyết điểm của mình là mình dễ tha thứ. Dạ dạ. Rồi, mà cô đã từng trải qua cuộc hôn nhân như thế nào, cô chia sẻ về cuộc hôn nhân của mình đi. Dạ, có gia đình 1978. Và sau đó là được gần 6 năm thì ly hôn, chia tay. Cái 6 năm chung sống là cô chia tay ạ? Dạ, tại vì hồi đó thì ông xã của tôi là cầu thủ đá banh đội cảng Sài Gòn á. Ông xã cầu thủ đá banh. Dạ. Dạ. Thế xong rồi lý do chia tay là vì làm sao cô? Tại vì khi mà hồi xưa con gái khi mà đã học hết tốt nghiệp cấp 3 rồi. Rồi cái gì, ba thì đi cải tạo, mẹ thì là cô giáo, nên giờ còn mấy đứa em nữa. Mình nghĩ rằng thôi bây giờ mình có gia đình, có người người ta hỏi cưới thì thôi có gia đình để mà báo hiếu cho ba mẹ. Đó. Rồi mới là chấp nhận cái gia đình nè. Có nghĩa là ý của cô là cô chê yêu đúng không ạ cô? Dạ cũng có tình cảm nên mới là đi đến hôn nhân á. Dạ vâng, nhưng mà tại sao mà mình lại chia tay nhau? Dạ tại vì ông xã đó thì hồi đó đào hoa lắm, đi tới đâu là có bồ bịch tới đó. Mà cái suy nghĩ của mình đó thì nghĩ rằng có gia đình, mà tự nhiên cái mình bị hụt hẳn cái tình cảm đó, mình suy nghĩ nó không có sâu.
không phải mà mình chín chắn hơn. Mình tự nhiên mình nghĩ rằng cái suy nghĩ mình cũng hơi bất đồng là chắc không còn thương mình nữa, thôi mình đưa đơn đi xin ly dị. Là cô là người chủ lòng ly dị. Dạ. Rồi. Bây giờ thì cô đang sống với lại gia đình con gái. Dạ. À, là cô là có một con gái chứ ạ? dạ thưa còn một cháu trai nữa đang làm ở bên viện kiểm sát Hà Nội, ở ở Hà Nội với gia đình rồi luôn ạ. À, bây giờ cô muốn chương trình tìm cho mình một người như thế nào vậy ạ? Dạ một người thứ nhất quan trọng nhất là chân thật, thứ hai là biết chia sẻ, biết biết thông cảm những cái đó để mà mình những lúc vui buồn mình chia sẻ mình, nhưng quan trọng nhất là phải thật. Rồi. Về quê quán vùng miền. Dạ quê thì ở tại ngay thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang. Cô đang ở Sài Gòn không? Ý là con hỏi là cô tìm cái người đó là cô muốn người đó quê quán vùng miền đâu? Dạ nếu mà nói về cái tình cảm hay cái gì thì dù nơi đâu cũng vậy, mình nơi đâu mình cũng có thể ở được, mình cũng có thể đến được. Về học thức nghề nghiệp của người ta sao ạ? Thì bây giờ là trước mắt là thí dụ trường hợp nhưng mà mình thích hợp như mình một cái điều gì đó mình thấy nào hợp để mà mình chia sẻ gì đó thì bước đầu là mình cứ tiếp cái bước đầu ạ. À, cô không ý là cô nghĩ cô thấy là cái nghề nghiệp nào, cái ngành ngành nghề nào phía sẽ phù hợp để hẹn hò với cô. Dạ nghề nào cũng trân trọng hết, miễn sao mà cái cuộc sống nó ổn định để mà nó vững vàng hơn. Cô có yêu cầu cô có yêu cầu gì về bạn trai không ạ? Dạ hôm nay thì tại vì cũng lớn tuổi rồi thì có bạn trai cũng xấp xỉ thôi, chứ nếu mà nhỏ quá thì mình thấy là nó cũng hơi ngại ngại. Sắp xỉ tuổi đúng không ạ? Dạ Đấy, bây giờ cô có những cái yêu cầu gì về bạn trai cô cứ chủ động cô chia sẻ. dạ thứ nhất là người bạn trai đó phải thật sự chân thật, thứ hai là cái người đó luôn là biết chia sẻ, khó sống và con người nó cởi mở, dễ hòa đồng được với những cái tình cảm của xung quanh. Mấy cái phần tính cách á, thì cũng khó biết lắm cô ơi. Cô đưa ra những cái thông tin về ngoại hình nè, về cân nặng, chiều cao, là về tuổi tác thì cô cứ cụ thể ra, ví dụ trong khoảng 55, 65 được hay không? Lớn tuổi tác xèm xèm với cô là bao nhiêu, nhỏ hơn được hay không? Cô cụ thể giùm tụi con Thì nhé. theo cô á thì dù như em nói vậy thì cô sẽ dễ trả lời. Thứ nhất là tình cảm, nếu mà thực sự mà có một cái tình cảm chân thật thì tuổi không phân biệt, nhưng mà đừng nhỏ quá. Dạ rồi, cô nói tiếp đi cô. Em hỏi đi được cô nói, tại vì cô cũng mới lần đầu tiên thì đây cô cũng Cái người đó là cái người mà cô định là tìm hiểu đó, thì họ có con cái hoặc là cái kinh tế của họ thì cô có quan trọng không? thứ nhất là cái gì cũng vậy, có cái một tình cảm thì cái kinh tế là ngay là cô nghĩ rằng nó phải là ổn định. Còn cái chuyện mà con cái chuyện đó thì cô cũng có con, thì cái người đó có con là cái chuyện bình thường, cái đó nghĩa là mình không quan trọng em à. Rồi cô theo chồng được không cô? Ví dụ cái người đó họ ở đâu, ở ngoài Bắc đi thì sao ạ? Nếu mà theo chồng thì để coi coi cái thật sự là cái phải là một cái người thật tình với mình hay không, thì cái chuyện đó là các con cô luôn ủng hộ. Rồi là cô đồng ý đi được đúng không? Ví dụ như em nói giờ ở Hà Nội đi thì cô đi được không? Được, Ừ. tại vì con trai cô cũng đang 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 đi làm ở Hà Nội mà. À vậy hả cô? À À, vậy là nè. con Dạ. trai cô đang làm ở viện kiểm sát tối cao ngoài Hà Nội đó, Sao ở trong này mà ra ngoài làm dữ vậy, rồi lấy tại vợ ngoài vì đó thì sao cô? hồi đó thì con cô là nó làm bên cảng Sài Gòn, nó cẩu tàu á con,
rồi gặp vợ, vợ thì công tác ở Hà Nội, vợ thì người Bắc ở Hà Nội, vào vào công tác thì hai đứa gặp nhau, rồi cái bắt đầu cái thương nhau, rồi cái bắt đầu tiến tới hôn nhân. Và sau này thì công việc đó là đưa đẩy ra là con cua ra ngoài đó, chuyển công tác ra ngoài làm ngoài đó luôn. Rồi ok cô, vậy thì cũng được ha. Rồi nếu trong trường hợp nhỏ tuổi hơn cô thì cũng được đúng không? 5 tuổi được không? Thì cô đã nói với con rồi là tình cảm không phân biệt tuổi tác, nhưng mà đừng có quá nhỏ thì mình nó thấy nó trội quá thì nó không ai chú có chuyện. Mà tình cảm mà cái mình đừng quan trọng quá về tuổi, nhưng mà cũng đừng nhỏ quá. Thì đó con nói luôn đó, nhỏ hơn 5 tuổi là được đúng không? Là không nhỏ lớn rồi đúng không? Đó, con đưa ra Được. sẵn cho cô luôn mà. Ok cô có ca hát gì được không cô? Cô thì ở nhà thì các con cô thì nó lâu lâu cái trong gia đình họp lại cũng ca hát này kia, thì cô cũng mình không phải ca sĩ nhưng mà mình hứng lên mình ca để cho gia đình được vui vẻ thoải mái thì cô vẫn thoải mái luôn. Rồi vậy cô ca đi cho tụi con thoải mái ngày làm việc nè cô. Ca tụi À, con cô bản ca hát đây, nha. cô ca cái bản gì đây, trời ơi. Bây giờ nói cái tự nhiên cô run quá đi, cái cô quên chưa rồi, Bản gì quên khỏi nhớ rồi. tên. Vô luôn cô ơi, vô luôn. Khỏi nhớ tên. À, giờ giờ nói giờ con biết nhiều quá rồi, không con ơi, bây giờ tôi giờ bỏ qua cái xí xí Tội mấy câu thôi. Trời ơi, cái có gì đâu. nói gì đây, trời ơi, giờ đúng mới thì cô tay cô bây giờ nổi óc Trời hết ơi, chưa gì cô rung rồi sao cô lên gặp nè. chú được. Tại vì tôi nói nghe nè, thứ nhất đây là lần đầu tiên con gái cô nó báo cho cô cái trời ơi con ơi kỳ vậy, thôi mẹ mẹ lớn tuổi rồi nhưng mà nó mẹ mẹ lớn tuổi nhưng mà mẹ tụi con có gia đình hết rồi, mẹ phải sống cho mẹ, phải có bạn để chia sẻ, để đi đây đi đó hoặc là để thế nào để cho mẹ được an ủi cái tuổi già mẹ, chứ mà bây giờ tụi con thì có cái vui của tụi con mà bây giờ mẹ 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 cô đơn như vậy thì con không thích, con muốn cho mẹ được được có một cái gì đó thoải mái, được cái gì đó cho vui, cho mẹ có an ủi những cái cuộc đời nửa đời về sau của mẹ. Trời ơi con biết không, giờ con nói con nghe, con đừng cười cười cô nha. Trời ơi hôm qua cô đang nằm có cửa vô, mẹ ơi mẹ ngày mai mẹ đi hẹn hò tới, trời ơi hẹn hò ai, mẹ ơi con cứ đăng ký mẹ hẹn hò nè, tới thôi thôi con ơi, con ơi mẹ già rồi thôi mà mẹ, con năn nỉ mẹ đó. À, mẹ mẹ ráng như mẹ ô đi mẹ, cho mẹ không thấy mẹ tối ngày đi chợ xong xuôi mẹ vô phòng mà mẹ, tại vì con cô á, cô xin lỗi con là cho cô nói nó hơi hơi dài chút. Thật sự từ khi mà cô thôi ông xã cô là nay là 40 năm rồi đó, con trai lớn cô nay là 44 tuổi, 48 40 40 56 gì đó, thì cô chỉ bươn chải Rồi. làm khi mà cô ly dị xong cô không lấy tài sản gì hết, cô chỉ ôm hai đứa con cô về quê sống tá túc với mẹ cô ở Mỹ Tho, Rồi. buôn bán này kia phụ với bà mà mẹ cô này kia nọ để lo các con ăn học trưởng thành rồi lo cưới cưới vợ gả chồng. Còn bây Rồi. giờ mình nay cô đã 64 65 tuổi rồi thì mình có nghĩ Rồi. rằng cuộc đời của mình chỉ có các con là ăn ủi. Mẹ cô mới mất nay được 6 tháng à. Dạ rồi, nói chung là tụi con hiểu được cái hoàn cảnh của cô và rất là quý là các con nó cũng thương cô cho nên là mới đăng ký cho cô tham gia chương Đúng trình đó đó, ha. trời ơi giờ Rồi. con gái rồi cô nói con nghe, rồi thằng rể nó cười quá trời nó, mẹ mẹ ơi mẹ 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 lên ha, mẹ nói chuyện cứ bình thường như mọi thường mẹ nói mẹ run thì sao đó, không mẹ đừng run, mẹ run cái mẹ nghĩ rằng Không sao hết á. thoải mái thoải mái thằng Đúng rể cô rồi. á cái Nói chung là cô vậy nè, hôm nay chỉ là cái buổi làm quen đầu tiên thôi. Nếu mà có một cái người phù hợp á, thì sẽ có biên tập trao đổi thêm về nội dung với cô, hướng dẫn cho cô này kia các thứ thêm nữa ha. Rồi nếu mà lúc đó là cô nhớ bài hát nào là nói cái là cô hát liền giùm con để đỡ mất thời gian ha. Trời Rồi tiếp nữa ơi, là cái hát đó hả? nói hát thì phụ thôi, tùy cô muốn hát hát không thôi, không có ép. Rồi Với rồi cô ơi. cô nói con nghe nè, tại biết sao hôm qua còn hiện tại bây giờ cô nói thật sự, thằng con trai và đứa con gái cô ha, Rồi. mà nó không có thông cảm dễ hiểu bằng con dâu và con rể. Trời ơi tụi nó Rồi. thoải mái lắm con ơi. Dạ Cái cô rồi. nói con nghe hồi sáng á, con gái cô nè trưởng kia chút
trước khi đi làm. Mẹ ơi mẹ nhớ nghe mẹ, mẹ mẹ tự nhiên nghe mẹ kể đi mẹ ơi, mẹ bây giờ mẹ phải có bạn chứ, tụi con thì có vợ có chồng hết rồi mà mẹ không có bạn thì tụi con chịu không có nổi đâu, đi đâu Rồi, ok. À, em cô đi ơi, ơi con con biết hiểu không, cái rồi. con cô nói con gì nè, thôi nha đi đâu không có chở mẹ nữa đâu nha. Rồi. Ơi Ừ. Cô ơi, thì nói à. chung là tụi con rất là cảm ơn cô hôm nay đã À. tham gia với tụi con cái buổi đầu tiên phỏng vấn này ha. À. Sau đó thì bên chương trình có người phù hợp là sẽ báo cho cô liền để mà sắp xếp tham gia chương trình ha. Tại vì hôm nay cũng rất là nhiều người họ Dạ. đợi, cho nên là cái phần cắt của mình xong rồi đó cô. Có gì cô đợi thông tin của chương trình nha. Con ơi con, cái phần nhiều kia hồi nãy cái gì ba hội nhóm á, cái kêu cô tham gia, cái cô nói trời nếu cô tham gia vô, cô bấm vô thì lỡ con bên đây mình minh hệ hẹn hò con hẹn cô á mà con gọi được làm sao, thành ra cô không biết, cô trời không biết có đạt được hay không nữa, tự Cô nhiên đừng rồi có mới tham tham gia. gia hội nhóm gì hết trơn á, cô phải tham gia chương trình thì nó mới gọi là đảm bảo cái sự nghiêm túc của mình này kia các thứ, còn hội nhóm nhiều khi vào nó lung tung lắm Thì nha, đó, cho cô nên đâu là có cô biết cứ phải đâu. đợi thông tin của chương trình tụi con thôi, đừng có tham gia bất kỳ cái hội nhóm hẹn hò gì trên mạng hết nha. Thì đúng rồi, Ừ. con bởi cô mới nói con á, con hẹn cô là chút xíu rồi con gửi cho cô đúng không? Đúng rồi đó, đó chương trình Thì đó, đó cô nha. thì thành ra cô mới nói ok con, rồi tự nhiên cái có đâu biết nữa. Hẹn họ tham gia nhóm, cô nói ủa thật gì vậy mới Ý kêu là mấy hẹn bạn mình gọi nhóm đó cô ơi, tại vì hôm nay rất là đông người luôn. Nói chung là cái phần cắt của mình xong rồi ha cô ha, con cảm ơn cô rất nhiều nha. con nè con mới bển con thấy cô không Con thấy cô nãy giờ rất là xinh đẹp luôn, rất là thấy tươi, rất là xinh luôn. Đó thắng ha. Rồi, con cảm ơn cô nhiều.